Laudato Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Cầu Crimea có thể bị phá hủy trong những tháng tới, tướng Budano nói. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Crimean Bridge could be destroyed in coming months. Budanov says. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Ukraine đang nghiên cứu một giải pháp phức tạp có thể phá hủy cầu Kerch ở Crimea bị tạm chiếm trong những tháng tới. Giám đốc tình báo quân sự Kyiv Kirilo Budanov cho biết hôm thứ Bảy, mùng 3 tháng 8. Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, ông cho biết công việc đang được tiến hành nhằm dỡ bỏ công trình nối đất liền Nga với bán đảo này, đồng thời là tuyến đường cung cấp quan trọng cho quân đội Nga ở Ukraine. Mọi người đang tiến hành các cuộc tấn công tầm xa và phá hủy cây cầu Crimea, ông nói trong bình luận được Ukrinform đưa tin. Có thể nói, tất cả điều này đòi hỏi một giải pháp phức tạp. Khi được hỏi liệu cây cầu có bị phá hủy trong vài tháng tới hay không, ông trả lời, có khả năng. Cây cầu bị hư hại nặng nề do các cuộc tấn công của Ukraine vào tháng 10 năm 2022 và tháng 7 năm 2023, khiến Nga phải thực hiện các bước để bảo vệ công trình hơn nữa. Một cần cầu xây dựng nổi được cho là đã được phát hiện ở eo biển Kerch vào tháng trước và số lượng xà lan để bảo vệ cây cầu khỏi thuyền điều khiển từ xa của Hải quân Ukraine đã tăng lên. Chính quyền ủy quyền của Nga ở Crimea bị tạm chiếm thường xuyên đóng cửa giao thông trên cầu trong bối cảnh có báo cáo về các vụ nổ và các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa. Hải quân Ukraine hồi tháng 6 cho biết việc phá hủy cầu Kerch ở Crimea hiện nay sẽ không còn tác dụng tương tự vì Nga hầu như không sử dụng nó cho mục đích quân sự nữa. Vasi Maliuk, nhà lãnh đạo cơ quan an ninh Ukraine gọi tắt là SBU, không loại trừ khả năng Nga có thể cố gắng sử dụng lại cơ sở này để cung cấp vũ khí sau khi nó được khôi phục hoàn toàn. Tổng thống Zelensky nhận xét rằng nỗ lực của Nga muốn chiếm Kharkiv là một thất bại. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Russia's bid to capture Kharkiv a failure. Zelensky. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng Nga đang thay đổi trọng tâm vào tiền tuyến ở Ukraine sau thất bại trong việc chiếm được Kharkiv. Vào tháng 5, Nga đã phát động một cuộc tấn công ở phía đông bắc tỉnh Kharkiv gần biên giới. Mặc dù họ đã đạt được những lợi ích trong những ngày đầu, nhưng cuộc tấn công được nhiều người cho là đã cạn kiệt sức lực và khiến quân đội và trang thiết bị phải trả giá đắt. Tuy nhiên, cuộc tấn công đã làm căng sức phòng thủ của Ukraine và Nga đã chiếm được các thị trấn ở tỉnh Donetsk và đẩy về phía Chasivya. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Pháp, Tổng thống Ukraine nói rằng lực lượng Nga hiện đã chuyển mục tiêu sang một khu vực khác của Donetsk, thành phố Horosk, cách Kharkiv 443 km về phía nam. Ông nói, toàn bộ mặt trận phía đông đang gặp nhiều thử thách. Mục tiêu chính ngày nay sau thất bại trong việc chiếm được Kharkiv là điều mà chúng tôi hiểu là không còn khả thi nữa, đã thay đổi. Tôi muốn nói rằng ngày nay, Pokrovsk là ưu tiên hàng đầu của họ, Zelensky nói. Mặt trận Pokrovsk và thành phố Pokrovsk là mục tiêu chính của họ. Tuần trước, quân đội Ukraine cho biết giao tranh ở hướng Pokrovsk căng thẳng và khó khăn, nơi lực lượng Nga đang cố gắng đột phá. Hôm thứ Năm, lực lượng vũ trang Ukraine cho biết 1/3 trong số các cuộc giao tranh với lực lượng Nga diễn ra ở khu vực Pokrovsk trong ngày qua. Tuần trước, Mạc Thư Khoa cho biết họ đã kiểm soát 4 ngôi làng ở phía đông Pokrovsk, mặc dù Ukraine chưa bình luận về những tuyên bố đó. Zelensky nói thêm, sự tập trung lớn nhất về nhân sự, vũ khí và tất cả các nguồn lực sẵn có của họ hiện đang tập trung vào mặt trận Pokrovsk. Tổng thống Zelensky cũng nói rằng Nga đang tấn công vào Torez, cách Horos, 1 giờ về phía đông bắc và có kế hoạch cho Sloviansk, ngay phía bắc Krasmatorsk. Nhưng đây chỉ là kế hoạch. Binh lính Nga đã tới rìa Torez, nơi thống đốc khu vực cách đây một tuần cho biết rằng chỉ còn lại 1/10 dân số trước chiến tranh. Ở những nơi khác trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Ukraine nói rằng những nhượng bộ về lãnh thổ để chấm dứt cuộc chiến do Vladimir Putin bắt đầu sẽ đòi hỏi sự ủng hộ của một cuộc trưng cầu dân Ý ở Ukraine, nhưng đây không phải là lựa chọn tốt nhất.
Ông nói, Ukraine sẽ không bao giờ từ bỏ lãnh thổ của mình vì đây sẽ là một cuộc tấn công vào hiến pháp. Viktor Kovalenko, nhà phân tích địa chính trị và cựu quân nhân Ukraine nói với Newsweek, khả năng tổ chức một cuộc trưng cầu dân Ý theo quy định của hiến pháp Ukraine luôn hiện hữu. Tuy nhiên, Zelensky trước đó đã kiềm chế, không đưa ra lựa chọn này, với hy vọng giành lại các vùng lãnh thổ thông qua chiến thắng quân sự hoặc buộc Nga phải rút quân. Zelensky, Nga chịu tổn thất lớn nhưng có lợi ích nhỏ ở mặt trận phía đông. Hôm thứ Sáu 2 tháng 8, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Zelensky cho biết Nga đang chịu tổn thất nặng nề nhưng ở một số nơi lại đạt được những lợi ích nhỏ ở phía đông Ukraine. Zelensky cho biết quân đội Nga tiếp tục tập trung nỗ lực vào khu vực Pokrovsk ở tỉnh Donetsk, triển khai các đơn vị tấn công giàu kinh nghiệm nhất. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Nga đang cố gắng xuyên thủng hàng phòng thủ theo hướng Hylane, Novohrodivka và Pokrovsk, những nơi đã trở thành mục tiêu chính của nước này. Zelensky cho biết giao tranh đang diễn ra ở khu vực Kapiansk cũng như gần con kênh ở ngoài ô Chasivya, một thị trấn trên cao có khả năng mở đường tiến sâu hơn vào tỉnh Donetsk. Ông nói thêm rằng quân đội Nga bị tổn thất gần làng Hlibokhe và thị trấn Vovchensk ở tỉnh Kharkiv khi không thể tiến lên. Theo ông, tình hình ở khu vực Siversk ở tỉnh Donetsk được chỉ huy mô tả là khó khăn vì Nga đang sử dụng pháo binh và tiến hành các cuộc tấn công nhưng đã không thành công. Trong các cuộc chiến đang diễn ra, vị trí chiến thuật của quân đội có thể thay đổi nhiều lần trong ngày. Cho đến nay, không có thay đổi đáng kể nào. Zelensky nói trong bài đăng trên Telegram của mình, các đơn vị của cảnh sát quốc gia và cơ quan an ninh Ukraine cũng đang tiến hành các hoạt động chống lại phá hoại nhằm ngăn chặn các nhóm phá hoại của Nga trong khu vực Torez, nơi đã trở thành một điểm nóng khác trong những tuần gần đây. Liên hiệp Âu Châu khiển trách không ra lợi và Slovakia liên quan đến lệnh trừng phạt dầu mỏ của Ukraine. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. EU snubs Hungary for Slovakia over Ukraine oil sanctions. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Ủy ban Âu Châu không có kế hoạch bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức với Ukraine sau khi Kyiv áp đặt lệnh cấm một phần xuất khẩu dầu của Nga sang không gia lợi và Slovakia, Giám đốc điều hành Liên hiệp Âu Châu cho biết hôm thứ Năm. Vào tháng 6, Ukraine đã áp dụng các biện pháp trừng phạt ngăn chặn việc vận chuyển dầu thô qua đường ống do công ty dầu tư nhân lớn nhất Mạc Tư Khoa, Lukoil, bán sang Trung Âu, gây ra lo ngại về tình trạng thiếu nguồn cung ở Budapest và Bratislava. Tháng trước, hai nước đã gửi thư tới cơ quan điều hành Liên hiệp Âu Châu, kêu gọi tổ chức này mở các cuộc tham vấn khẩn cấp với Ukraine về động thái này là bước khởi đầu cho hành động pháp lý. Họ tuyên bố rằng Kyiv đã vi phạm thỏa thuận thương mại rộng rãi năm 2014 với Brussels. Nhưng vào thứ Năm, nhà điều hành Liên hiệp Âu Châu đã từ chối yêu cầu này. Phát biểu với các phóng viên, phát ngôn nhân của Ủy ban Balázs Ujvári cho biết các cuộc tham vấn khẩn cấp sẽ không được bảo đảm. Lập luận rằng trong đánh giá sơ bộ của Ủy ban, các biện pháp trừng phạt không gây ra rủi ro ngay lập tức đối với an ninh nguồn cung cấp của cả hai nước. Ujvári cho biết Ủy ban vẫn đang xác minh sự thật và đã trả lời thư của Slovakia và Hung Gia Lợi với yêu cầu cung cấp thêm thông tin. Trong khi đó, sau cuộc gặp với Thủ tướng Ukraine Denis Mihor hôm thứ Năm, Giám đốc Thương mại Liên hiệp Âu Châu Vadis Dombrovski cũng nói rằng xuất khẩu dầu sang Hung Gia Lợi và Slovakia không bị ảnh hưởng, miễn là Lukoil không phải là chủ sở hữu của số dầu đó. Sau cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine năm 2022 của Mạc Tư Khoa, Liên hiệp Âu Châu cũng đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga nhưng miễn trừ các nguồn cung cấp đường ống, bao gồm cả những nguồn cung cấp đến Hung Gia Lợi và Slovakia thông qua đường ống Druzhba để cho các nước này thời gian tìm nguồn thay thế và các nước này sẽ phải tìm nguồn thay thế một cách nhanh chóng.
Hùng Gia Lợi và Slovakia vẫn tiếp tục bám víu vào dầu Nga và hoàn toàn không tìm kiếm nguồn thay thế. Hùng Gia Lợi thậm chí còn tăng thêm lượng dầu nhập khẩu từ Nga. Sullivan nói rằng không có mối quan hệ nào giữa việc trao đổi tù nhân Mỹ-Nga và chiến tranh ở Ukraine. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết trong cuộc họp ngắn ngày 1 tháng 8 rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về trao đổi tù nhân và bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào về cuộc chiến toàn diện của Mạc Tư Khoa chống lại Ukraine đều không liên quan. Tuyên bố của Sullivan được đưa ra sau một cuộc trao đổi tù nhân lớn có sự tham gia của 26 người từ 7 quốc gia: Mỹ, Đức, Ba Lan, Slovenia, Na Uy, Nga và Belarus. 8 người trong số họ, bao gồm cả sát thủ người Nga bị kết án Vadim Krasikov, đã được trao đổi cho Nga để đổi lấy việc trả tự do cho 16 người đang bị Nga giam giữ, bao gồm phóng viên Ivan Gerskovich của Wall Street Journal và cựu thị quân lục chiến Mỹ Paul Whelan. Khi được hỏi liệu những tương tác như vậy với Mạc Tư Khoa có đặt nền tảng cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga với Ukraine hay không, Sullivan nói rằng Tòa Bạch Ốc không thấy có mối liên hệ nào ở đó. Chúng tôi thấy những người đang hoạt động trên các đường ray riêng biệt. Một là về vấn đề thực tế của việc tạo ra sự trao đổi này. Vấn đề còn lại là phức tạp hơn nhiều. Trong đó, Ukraine sẽ dẫn đầu và Mỹ sẽ tham khảo ý kiến chặt chẽ với tất cả các đồng minh của chúng tôi để hỗ trợ họ khi họ chuẩn bị bước tới và tham gia vào kiểu ngoại giao đó, ông Sullivan nói. Khi cuộc chiến ở Nga bước sang năm thứ ba, Kyiv cho biết họ có ý định mời một đại diện của Nga tới Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình lần thứ hai để trình bày một kế hoạch hòa bình dựa trên công thức hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky và ý kiến quốc tế. Cho đến nay, chưa có lời mời chính thức nào được gửi đi, nhưng phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov đã nói rằng Mạc Tư Khoa không có ý định tham gia sự kiện này nếu không có chương trình nghị sự phù hợp với Nga. Phát biểu một ngày trước Hội nghị Thượng đỉnh Thụy Sĩ, nhà độc tài Nga Vladimir Putin cho biết để đàm phán hòa bình, Ukraine phải rút hoàn toàn khỏi 4 khu vực bị tạm chiếm một phần mà Mạc Tư Khoa sáp nhập trái phép vào năm 2022. Kyiv bác bỏ yêu cầu này. Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình toàn cầu tiếp theo có thể sẽ được tổ chức ở Trung Đông, Yermak nói. Nhà lãnh đạo văn phòng Tổng thống Andriy Yermak nói với Bloomberg rằng Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình toàn cầu lần thứ hai dành cho Ukraine sẽ được tổ chức tại một quốc gia được gọi là Nam Bán Cầu, có thể là ở Trung Đông, trong nỗ lực thể hiện sự thống nhất của thế giới trong bối cảnh cuộc xâm lược đang diễn ra của Nga. Một cuộc phỏng vấn được công bố ngày 1 tháng 8. Ukraine đã tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình toàn cầu đầu tiên ở Thụy Sĩ, đỉnh điểm là 87 quốc gia và tổ chức quốc tế ký kết thông cáo chung về hòa bình. Trong số những điều khác, thông cáo kêu gọi Nga trả lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia bị Nga tạm chiếm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Ukraine, bảo đảm việc sản xuất và cung cấp các sản phẩm thực phẩm không bị gián đoạn ở Ukraine, bảo đảm quyền tiếp cận đầy đủ các hải cảng ở Hắc Hải và biển Azov, giải phóng tất cả tù nhân chiến tranh và trao trả tất cả trẻ em Ukraine bị trục xuất. Các quốc gia vắng mặt đáng chú ý trong danh sách ký kết bao gồm Ấn Độ, Armenia, Ả Rập Saudi, Libya, Indonesia, Bahrain, Colombia, Nam Phi, Thái Lan, Mexico và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Mặc dù địa điểm cụ thể cho Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình tiếp theo vẫn chưa được công bố, nhưng bình luận của Yermak đánh dấu lần đầu tiên Ukraine công khai chỉ ra nơi họ hy vọng sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình tiếp theo. Hiện chưa có mốc thời gian nào cho Hội nghị Thượng đỉnh tiếp theo. Tuy nhiên, các nguồn tin trong chính phủ Ukraine cho biết
nước này đang lên kế hoạch triệu tập Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình lần thứ hai trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2024. Dù Nga không nhận được lời mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình toàn cầu đầu tiên vào tháng 6, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 31 tháng 7 cho biết Nga phải có mặt tại Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình toàn cầu lần thứ hai vào tháng 11 để chấm dứt chiến tranh. Tôi tin, cũng như hầu hết các nước, rằng tại Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình lần thứ hai vào tháng 11, các đại diện của Nga phải có mặt. Nếu không, chúng tôi sẽ không đạt được kết quả khả thi, ông Zelensky nói. Nếu cả thế giới muốn họ ngồi vào bàn đàm phán, thì chúng ta không thể chống lại điều đó. Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Yermak lặp lại quan điểm của Zelensky, nói rằng kỳ vọng quan trọng nhất đối với Hội nghị Thượng đỉnh thứ hai là nó sẽ định hình các điều kiện tiên quyết chính để ngăn chặn sự thù địch. Yermak nói thêm, chúng ta cần chấm dứt cuộc chiến tranh này càng sớm càng tốt để có được hòa bình chính đáng. Nga trước đây cho biết họ sẽ không tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình lần thứ hai. Putin tăng cường thanh trừng cỗ máy chiến tranh với những vụ bắt giữ mới. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Putin ramps up war machine push with new arrests. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Putin đã tăng cường cuộc thanh trừng cỗ máy chiến tranh của mình với những vụ bắt giữ mới trong tuần này. Vladimir Pavlov, nhà lãnh đạo bộ phận mua sắm của Bộ Quốc phòng Nga, công ty cổ phần Voentalk, đã bị bắt giữ và cáo buộc gian lận. Bộ Quốc phòng nước này cho biết hôm thứ Năm mùng 1 tháng 8. Công ty cổ phần Voentalk là nhà thầu của Bộ Quốc phòng Nga và cung cấp dịch vụ ăn uống, giặt ủi cho quân đội Nga. Theo trang điều tra The Inside của Nga, Pavlov là đối tác kinh doanh lâu năm được thành lập bởi tình nhân cũ của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, người đã bị cách chức hồi tháng 5 sau khi giữ chức vụ này trong 12 năm. Pavlov bị buộc tội trộm cắp tiền trên quy mô đặc biệt lớn từ ngân sách Liên bang Nga trong quá trình thực hiện các hợp đồng của chính phủ đáp ứng nhu cầu của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Irina Volk, đại diện của Bộ Nội vụ, nói với các phóng viên hôm thứ Năm. Quan chức này bị cáo buộc hợp tác với đồng phạm để mua túi vệ sinh cá nhân của quân đội với giá cao trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 12 năm 2022 và thu lợi từ kế hoạch này. Hôm thứ Năm, Sergei Sukho, một nhà quản lý nổi tiếng của một công ty xây dựng quân sự đã bị bắt trong một vụ án tham ô. Trước đó, Andriy Belko, giám đốc công ty xây dựng quân sự của Bộ Quốc phòng, từng bị cáo buộc lạm dụng quyền lực trong việc thi hành mệnh lệnh quốc phòng nhà nước. Ông bị bắt vì mua máy chụp cắt lớn hay CT scan với giá quá cao khi đang là nhà lãnh đạo của Tổng cục xây dựng quân sự chính cho các cơ sở đặc biệt. Tờ Kommersant của Nga đưa tin dẫn nguồn tin từ cơ quan an ninh. Công việc của Belko được giám sát bởi cựu Thứ trưởng Quốc phòng Timo Ivanov, người bị bắt hôm 23 tháng 4 vì tình nghi nhận hối lộ. Kể từ khi Ivanov bị bắt, nhiều quan chức cao cấp của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu đã bị chính quyền bắt giữ. Kommersant đưa tin, một cuộc điều tra kỹ lưỡng đang được tiến hành đối với các hợp đồng được ký kết dưới thời Belko làm lãnh đạo công ty xây dựng quân sự của Bộ Quốc phòng, cũng như thu nhập cá nhân và các mối quan hệ không chính thức của ông. Có một cuộc dọn dẹp quyết liệt đang được tiến hành, một nguồn tin thân cận với Điện Cẩm Linh và Bộ Quốc phòng nói với hãng tin độc lập Moscow Times vào tháng 5. Vẫn còn một chặng đường dài trước khi cuộc thanh trừng kết thúc, nhiều vụ bắt giữ khác đang chờ chúng tôi. Điện Cẩm Linh hoài nghi về việc tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình lần thứ hai của Ukraine. Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Komsomolskaya Pravda ngày 2 tháng 8 rằng không có hội nghị thượng đỉnh hòa bình nào có sự tham gia của Nga đang được chuẩn bị vào thời điểm hiện tại. Khi cuộc chiến ở Nga kéo dài sang năm thứ ba, Kyiv cho biết họ có ý định mời một đại diện của Nga tới hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai theo kế hoạch. Cho đến nay, vẫn chưa có lời mời chính thức nào được công bố. Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, nhưng không tin tưởng vào chính quyền Ukraine, Peskov tuyên bố.
Những nghi ngại này đang vang vọng ở Kyiv, khi Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết nước ông sẵn sàng đàm phán, nhưng không thấy Nga sẵn sàng đàm phán một cách thiện chí. Peskov cũng tuyên bố rằng những lời kêu gọi đàm phán hòa bình cũng không được hỗ trợ bởi các chi tiết cụ thể. Phát ngôn nhân không nói rõ chính xác ông đang đề cập đến điều gì. Ngày 15 tháng 6, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết kế hoạch hành động được thống nhất tại Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình đầu tiên sẽ được thông báo tới các đại diện Nga để Hội nghị Thượng đỉnh thứ hai có thể đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh. Ukraine được cho là có kế hoạch tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình lần thứ hai với sự tham gia của Nga trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2024. Nhà lãnh đạo văn phòng Tổng thống Andriy Yermak nói với Bloomberg rằng Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình toàn cầu lần thứ hai về Ukraine sẽ được tổ chức tại một quốc gia được gọi là Nam Bán Cầu, có thể là ở Trung Đông, để mô tả sự thống nhất của thế giới trong bối cảnh cuộc xâm lược đang diễn ra của Nga. Phát biểu với báo giới Pháp hôm 30 tháng 7, ông Zelensky nói Nga phải có mặt tại Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình lần thứ hai để chấm dứt chiến tranh. Điện Cẩm Linh đã nhiều lần bác bỏ các nỗ lực hòa bình của Ukraine và công thức 10 điểm của nước này là không phù hợp, gọi đó là tối hậu thư. Phát biểu một ngày trước Hội nghị Thượng đỉnh Thụy Sĩ, Putin cho biết, để đàm phán hòa bình, Ukraine phải rút hoàn toàn khỏi 4 tỉnh bị tạm chiếm một phần mà Mạc Tư Khoa sáp nhập trái phép vào năm 2022, Kyiv bác bỏ yêu cầu này. Tòa Bạch Ốc, Mỹ muốn Navalny tham gia trao đổi tù nhân. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jay Sullivan cho biết trong cuộc họp báo ngày 1 tháng 8 rằng lãnh đạo phe đối lập Nga Alexei Navalny có thể đã được đưa vào cuộc trao đổi tù nhân giữa Mạc Tư Khoa và phương Tây nếu ông này không chết trong tù vào ngày 16 tháng 2. Các chuyên gia độc lập và các chính trị gia phương Tây cho rằng nhà độc tài Nga Vladimir Putin phải chịu trách nhiệm cá nhân về cái chết của Navalny. Một số người cho rằng Navalny bị giết có chủ ý, trong khi những người khác cho rằng ông chết do điều kiện khắc nghiệt và không được điều trị y tế. Tuyên bố của Sullivan được đưa ra sau một cuộc trao đổi tù nhân lớn có sự tham gia của 26 người từ 7 quốc gia: Mỹ, Đức, Ba Lan, Slovenia, Na Uy, Nga và Belarus. 8 người trong số họ, bao gồm cả sát thủ người Nga bị kết án Vadim Krasikov, đã được trao trả cho Nga để đổi lấy việc trả tự do cho 16 người đang bị Nga giam giữ, bao gồm phóng viên Ivan Gerskovich của Wall Street Journal, cựu thủy quân lục chiến Mỹ Paul Whelan và 3 cộng sự của Navalny. Chúng tôi đã làm việc với các đối tác của mình về một thỏa thuận, trong đó có sự tham gia của Alexei Navalny. Thật không may, anh ta đã chết, Sullivan nói. Trên thực tế, vào đúng ngày anh ta qua đời, tôi đã gặp bố mẹ của Ivan và nói rằng Tổng thống đã quyết tâm thực hiện việc này ngay cả khi biết tin bi thảm đó, và chúng tôi sẽ làm việc cả ngày lẫn đêm để có được ngày này. Công việc đó đã tiếp tục trong vài tháng qua và đạt đến đỉnh điểm vào ngày hôm nay. Navalny, đối thủ chính trị chính của Putin, qua đời vào ngày 16 tháng 2 tại một trại giam ở miền Bắc nước Nga sau khi bị kết án trong một số vụ án hình sự bị đặt trong khuôn khổ cuộc đàn áp những người bất đồng chính kiến của Điện Cẩm Linh. Leonid Volkov, cựu tham mưu trưởng của Navalny, cũng cho rằng thủ lĩnh phe đối lập Nga được cho là sẽ được đưa vào cuộc trao đổi tù nhân. Volkov cho biết, đây chính là cuộc trao đổi mà như chúng tôi đã hy vọng. Alexei Navalny sẽ được trả tự do vào tháng 2 năm nay. Nhưng Putin đã quyết định sẽ không tha cho Navalny để đổi lấy bất cứ điều gì và giết anh ta chỉ vài ngày trước khi cuộc trao đổi diễn ra. Anh ta nói thêm, trước khi ông qua đời, một tòa án ở Mạc Tư Khoa đã kết án Navalny thêm 19 năm tù vào tháng 8 năm 2023 sau khi bị kết tội tạo ra một cộng đồng cực đoan, cụ thể là tổ chức chống tham nhũng.
Liên hiệp Âu Châu, Mỹ và Anh chỉ trích bản án của tòa án, cho rằng nó có động cơ chính trị và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho Navalny. Cuộc điều tra cho thấy Nga phóng đại số lượng binh sĩ hợp đồng. Theo một cuộc điều tra chung của nhóm Câu chuyện quan trọng và nhóm tình báo xung đột, gọi tắt là CIT, được công bố vào ngày 1 tháng 8, Nga đang thổi phồng số lượng binh sĩ hợp đồng mới thực sự mà nước này đang tuyển dụng lên gấp rưỡi. Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng 12 công bố có 640.000 binh sĩ phục vụ theo hợp đồng. Nhưng trích dẫn dữ liệu từ chi tiêu ngân sách liên bang của Nga, tờ Câu chuyện quan trọng và nhóm CIT cho biết chỉ có 426.000 người Nga nhận được khoản thanh toán một lần để ký hợp đồng trong khoảng thời gian từ mùa thu năm 2022 đến tháng 4 năm 2024. Theo các phương tiện truyền thông, điều này để lại sự khác biệt khoảng 214.000 người. Họ cũng trích dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết ở một số vùng của Nga chỉ đạt được 50-60% chỉ tiêu tuyển dụng. Nhà độc tài Nga Vladimir Putin vào ngày 31 tháng 7 đã ra lệnh tăng tiền thưởng cho các tân binh phục vụ ở Ukraine lên 400.000 rúp hay hơn 4.600 Mỹ Kim. Sắc lệnh của Tổng thống được công bố trên trang web của chính phủ đã nhân đôi khoản thanh toán một lần một cách hiệu quả là 2.260 Mỹ Kim, ban đầu được hứa cho các tân binh vào tháng 9 năm 2022. Nga đang tìm kiếm binh lính mới cho cuộc chiến của mình khi cuộc xâm lược toàn diện tiếp tục gây thiệt hại nặng nề về nhân lực cho quân đội của họ. Tất cả công dân Nga và người nước ngoài đã ghi danh dịch vụ một năm từ ngày 1 tháng 8 đến cuối năm 2024 sẽ đủ điều kiện nhận được khoản tiền thưởng tăng lên. Tài liệu nói rằng khoản thanh toán này nhằm cung cấp các phương tiện hỗ trợ xã hội bổ sung cho binh lính và gia đình của họ. Nó cũng khuyến nghị các cơ quan xâm lược của Nga ở Ukraine cung cấp thêm số tiền 400.000 rúp. Chính quyền khu vực trên khắp nước Nga đã bắt đầu đưa ra các ưu đãi tài chính khác cho những tân binh tiềm năng. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.